gì đó. Cái gì kỳ cục hả? Ok phải không? Rồi con ngồi để cần câu xuống đây, để cần câu xuống như dính cá này. Văng nước tùm lum con. Rồi mày coi coi, mày coi cái con câu nó bị gì. Con để con câu xuống. Để xuống nước thôi con. Kìa kìa dính cá rồi, kìa dính cá rồi kìa. Yeah. Dính cá sao?